Giờ đọc đi. Bảng công việc chi tiết. Tôi tên là Nguyễn Thiều Anh, sinh ngày 16 tháng 8 1986 ạ. Số hộ chiếu 183561955 ạ. Tôi đã trúng tuyển đơn kỳ học ạ. Yêu cầu lao động nhanh nhẹn, ngoan ngoãn ạ. Phản ứng và có khả năng học hỏi tốt ạ. Chăm chỉ ạ. Tính tình cẩn thận ạ. Thái độ tốt ạ. Yêu cầu lao động phối hợp với tình hình tăng ca, thay ca của công ty, công sở. Mô tả công việc ạ. Gia công linh kiện ô tô ạ. Thao tác máy tiền ạ. Đột dập bằng CNT ạ. Đóng gói vận chuyển hàng sắp theo sắp xếp của chủ sử dụng ạ. Số giờ tăng ca 2 đến 3 giờ ngày, phối hợp tăng ca theo khối lượng công việc ạ. Làm cố định ca đêm ạ. Nếu chủ yêu cầu đổi ca cần phải phối hợp ạ. Ở kỹ thuật xã công ty ạ. Mức thu nhập bình quân 23.800 đại tệ một tháng ạ. Cộng tăng ca thì ăn ở thuê trừ ăn ở 2.500 đại tệ, cung cấp bữa trưa bữa tăng ca xin được tuyển phó ạ. Không cần ạ. Thời gian xuất cảnh ạ. Xuất cảnh ngày 10 tháng 12 2012 ạ. Tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung của bảng công việc trên, đồng ý ký vào bảng công việc này ạ, và không có bất kỳ ý kiến thắc mắc và kiến cáo gì thêm ạ. Nếu tôi có bất kỳ kiến cáo gì về công ty thì khi về nước tôi sẽ không nhận được bất kỳ khoản chi phí nào ạ. Tôi đã ký bản kiểm kết này theo hiện trạng hoàn toàn bí mật ạ. Hà Nội ngày 21 tháng 12 2012 ạ. Họ và tên người lao động ạ. Nguyễn Thiều Anh ạ.